cùng với Sumare và với việc Matthew Davies cũng dâng cao, đó sẽ là một áp lực không nhỏ đối với bộ đôi Văn Hậu và Tiến Dũng. Sau tình huống phát bóng lên của Văn Lâm thì bóng đã đi thẳng ra phía ngoài đường biên dọc. Và bây giờ thì tới lượt các cầu thủ Malaysia lại được hưởng quả ném biên. Chỉ có điều là ở bên phần sân nhà và vẫn là Matthew Davies thực hiện quả ném biên này. Anh ném mạnh bóng lên phía trước, Văn Hậu đánh đầu phá bóng, bóng đi chuỗi về phía sau và một lần nữa sẽ lại là một quả ném biên. Chỉ có điều là lần này đã sang bên phần sân của các thủ Việt Nam rồi. 1/3 thời gian thi đấu đã trôi qua và tỷ số vào lúc này vẫn đang là không đều. Lưới của Malaysia đã một lần rung lên sau tình huống đá bóng nối của Quang Hải. Tuy nhiên bàn thắng không được công nhận do Quang Hải đã ở trên vị trí. Các cầu thủ Malaysia đưa bóng nhập cuộc bằng một tình huống ném biên cho Ilan Talaha. Ilan Talaha đã có pha phạm lỗi với Văn Hậu. Việc huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng Văn Hậu vào sân ngay từ đầu bất chấp việc cầu thủ trẻ này chỉ có 2 buổi tập cùng với các đồng đội của mình cũng là một quyết định có thể nói là bất ngờ theo phong cách thường thấy của huấn luyện viên người Hàn Quốc. Tuy nhiên có thể nói là ở trận đấu ngày hôm nay thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã không đưa ra khi mà bộ đôi tiền vệ trung tâm của đội tuyển vào lúc này vẫn rất ổn định, đó là Hùng Dũng cùng với Tuấn Anh. Công Phượng là cầu thủ có khả năng cầm bóng và đó là lý do mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã từng chỉ ra trong việc đưa cầu thủ này vào sân ở trận đấu gặp đội tuyển Thái Lan. Việc Công Phượng có khả năng cầm bóng, dê dắt bóng và điều anh đã thể hiện trong ít phút trước đó ở trong vòng cấm của đội tuyển Malaysia đã chứng minh quan điểm cũng như là quyết định của huấn luyện viên Park Hang-seo. Trở lại với những diễn biến trên sân, bây giờ Văn Toàn tổ chức đột phá, anh không qua được ba cầu thủ của Malaysia. Bóng lại tới vị trí của Hùng Dũng. Hùng Dũng nỗ lực tranh chấp bóng nhưng các cầu thủ Malaysia đã phá được bóng lên phía trước. Bóng tới vị trí của Duy Mạnh bên phần sân nhà. Duy Mạnh đưa bóng tới sát đường biên ngang, anh chuyền vào trong trung lộ cho Tuấn Anh. Tuấn Anh mở bóng chếch sang bên phía cánh trái cho Tiến Dũng. Tiến Dũng đẩy bóng dài. Tiến Dũng phát triển bóng lên, không tới được vị trí của Văn Hậu nhưng Quang Hải đã không chế được bóng. Anh mở bóng cho Tuấn Anh. Tuấn Anh phát triển bóng sang phía cánh phải cho Trọng Hoàng. Trọng Hoàng phối hợp cùng với Hùng Dũng. Hùng Dũng bấm bóng ngang vào trong. Aydin Zafran đã đánh đầu vào bóng lên, bóng tới vị trí của Quang Hải. Quang Hải tổ chức đột phá không thành công nhưng vẫn là cầu thủ Việt Nam tổ chức tấn công bên phía cánh trái. Văn Hậu, Văn Hậu đi bóng xuống sát được bên ngang, căng ngang vào trong không được, bóng đập vào chân của Matthew Davies và bóng tới vị trí của các cầu thủ Malaysia truyền lên cho Ilan Talaha. Tuy nhiên đã có tình huống phạm lỗi của Quế Ngọc Hải đối với tiền đạo lão tướng bên phía đội tuyển Malaysia. Ilan Talaha vào lúc này là cầu thủ cao tuổi nhất bên phía đội tuyển Malaysia, 23 tuổi. Trong khi đó người cao tuổi nhất bên phía đội tuyển Việt Nam đó là Anh Đức, 34 tuổi. Tiền đạo Anh Đức cùng với người đồng đội của mình ở câu lạc bộ BKM Bình Dương là Tiến Linh và lúc này đều đang ngồi trên băng ghế dự bị. Các cầu thủ Malaysia đưa bóng vào nhập cuộc, bóng được chuyển lên cho Siafik. Siafik vào lúc này đang là người chơi hộ công phía sau lưng của Ilan Talaha, trong khi như chúng tôi đã giới thiệu, Brandon Gan cùng với Halim Sari là đội trưởng. Siafik vào lúc này vẫn đang luẩn quẩn bên phần sân nhà, anh lại trả bóng về cho Aydin Zafran. Các cầu thủ Malaysia gặp khó khăn trong việc phát triển bóng lên phía trước. Bóng được chuyền lên cho Cominong bên phía bên trái. Cominong chuyền vào trong cho Siafik. Đã có pha va chạm giữa Siafik với một cầu thủ bên phía đội tuyển Việt Nam. Và trọng tài người Iran đã thổi phạt. Người đã có tình huống phạm lỗi đối với Siafik đó là Tuấn Anh. Chỉ còn khoảng chừng 10 phút nữa, tỷ số vào lúc này vẫn đang là không đều. Đội tuyển Việt Nam đã có hai tình huống bị sóng gió và nó đều là những tình huống có liên quan tới những pha bóng bổng, những tình huống bóng tĩnh. Đầu tiên là quả phạt góc ở hành lang bên phía cánh phải với một pha đánh đầu ở cự ly cận thành và thủ môn Văn Lâm đã chơi tốt, anh chơi với đẩy bóng ra. Và ở tình huống thứ hai đó là quả ném biên của Cominong
từ hành lang bên phía cánh trái. Văn Lâm ra đón bóng và anh đón bóng hụt. Bóng đẩy vào đầu của Siafix. Trên sân bây giờ thì đội tuyển Việt Nam là những người đang kiểm soát bóng. Tuấn Anh mở một đường chuyền dài lên phía trước cho Công Phượng. Công Phượng không chế được bóng rồi. Công Phượng tìm người để phối hợp. Tuy nhiên là Công Phượng khi dừng lại một nhịp để chờ đồng đội của mình lên phối hợp thì anh đã bị Corby Đồng đẩy ngã từ phía sau và sẽ có một quả đá phạt trực tiếp dành cho cao thủ Việt Nam. Đây sẽ là một quả đá phạt trực tiếp rất nguy hiểm đối với khung thành của thủ môn Farizan Malias. Quả đá phạt này ở cách khung thành của thủ môn Farizan Malias khoảng chừng 25m, hơi chích bên phía cánh phải theo hướng tấn công của đội tuyển Việt Nam. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc là Quang Hải sẽ có cơ hội để trổ tài. Có rất nhiều giải pháp dành cho Quang Hải. Một cú cứa lòng trong chân trái vào góc gần. Một cú bấm bóng bọc cho các đồng đội của mình di chuyển ở cột 2 đánh đầu. Cũng có thể là một tình huống dứt điểm tầm thấp vào góc xa khung thành bên phía tay phải của thủ môn Farizan Malias. Chúng ta cùng chờ xem Quang Hải sẽ lựa chọn phương án nào. Ở vị trí như thế này và ở một góc sút tương tự như vậy thì Quang Hải đã từng ghi bàn vào lưới của đội tuyển Lào trong khuôn khổ của vòng bảng AFF Cup 2018. Quang Hải lấy đà, quyết định dứt điểm. Một pha dứt điểm vào tầm thấp, bóng đập vào chân hậu vệ của đội tuyển Malaysia và đẩy ra. Ngay sau đó là tình huống đá bồi của Tuấn Anh. Bóng lại đẩy ra, vẫn là cầu thủ Việt Nam hùng dũng treo bóng bổng. Cuối cùng thì Safawi đã phá được bóng lên. Bóng lại tới vị trí của Duy Mạnh. Duy Mạnh bấm bóng cho Trọng Hoàng bấm bóng vào trong khu vực 16-50 nhưng không chuẩn xác và cuối cùng Halim Sari đã không chế được bóng. Anh trả bóng sang bên phía cánh phải cho Matthew Davy. Matthew Davy quyết định thực hiện một pha phá bóng dài lên phía trước cho Subare đưa tốc độ. Tuy nhiên cầu thủ Việt Nam đã phá được bóng lên. Bóng lại tới chân của Subare rồi. Anh phát triển ra bên phía cánh trái cho Safawi. Safawi lật bóng vào trong, tìm người phối hợp không được. Và chuyền bóng của Safawi vừa rồi đã vào khoảng trống giữa vị trí của Islan Tala và Subare. Cuối cùng thì bóng từ từ lăn ra phía ngoài đường biên dọc để cho cầu thủ Việt Nam được thực hiện quả ném biên ở bên phía cánh trái theo tấn công của mình. Bây giờ thì Hùng Dũng đang có bóng. Ở những phút vừa qua thì các cầu thủ Việt Nam vẫn đang thể hiện một điểm yếu mà hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam cũng như là bộ đôi tiền vệ trung tâm vẫn chưa có thể hỗ trợ tốt, đó là khả năng không chiến với những tình huống chuyền bóng dài của đội tuyển Malaysia. Bây giờ thì ở trên sân, Văn Hậu đang có bóng bên phía cánh trái. Văn Hậu đưa bóng vào trong khu vực 16-50, lại nỗ lực tạt bóng ra nhưng không được. Anh vẫn chưa thoát khỏi sự đeo bám của Matthew Davy. Văn Hậu đã chuyền được bóng trả trở lại cho đội tuyển mình. Nhưng rút bóng vào trong khu vực 16-50 và bóng đi. Lần này thì bóng thắng được công nhận rồi. Ai ghi bàn các bạn có hình dung ra được không? Đó là Quang Hải. Số 19 của chúng ta. Đó là Quang Hải. Không phải Quang Hải là người đã chuyền bóng để cho anh Đức ghi bàn giống như trận chung kết lượt về của đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Mà lần này Quang Hải là người đã trực tiếp ghi bàn. Không phải là tình huống Quang Hải ở vị trí nghiệt vị giống như trước đó anh đã ghi bàn sau đường chuyền của Hùng Dũng. Mà lần này đó là pha chờ bóng bổng của Quế Ngọc Hải vào trong khu vực 16-50.